giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa, tọa lạc ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nằm ở trung tâm của giáo phận Bùi Chu, với diện tích khoảng 1 km², là một giáo xứ có bề dày lịch sử truyền thống tốt đẹp với khoảng hơn 4.000 nhân danh. Từ ngàn xưa, Hưng Nghĩa đã nổi tiếng với các làng nghề dệt chiếu, mây tre đan, chạm trổ, được tạo nên bởi những bàn tay khéo léo. Với tính chất của công việc đã tạo nên những con người cần cù, siêng năng, hiền lành, theo đúng chất Hưng Nghĩa. Nhưng với xu thế phát triển của xã hội, nền kinh tế thị trường, những con người chất phác đó đã không thể bám làng, đã tìm kiếm cơ hội làm kinh tế ở những địa phương khác, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương và xã hội. Với căn tính sống cộng đồng sẵn có rất tốt đẹp từ ngàn xưa, người Hưng Nghĩa đi đâu cũng tựa nương, giúp đỡ lẫn nhau và còn chung tay góp phần xây dựng cả ở những nơi xa xứ như Sài Gòn, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hà Nội. Với thao thức của những người hữu trách và với tinh thần sẵn có từ trong dòng máu Hưng Nghĩa, quý ông bà và anh chị em đang sinh sống, công tác, học tập tại Hà Nội cũng mong muốn xây dựng một cộng đồng người Hưng Nghĩa nơi xứ người, để qua đó bà con có thể chung tay, chung sức, đồng lòng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Với mong muốn dựa vào nhau cùng làm ăn, cùng học tập lẫn nhau và phát huy những mặt mạnh, hạn chế các tiêu cực, Đồng Hương Hưng Nghĩa tại Hà Nội đã tập hợp quý ông bà và anh chị em có lòng thiện chí lại để cùng giúp đỡ nhau những nhu cầu mưu sinh nơi xứ người. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người gìn giữ tình yêu quê hương, luôn hướng về cội nguồn, động viên nhau học tập, làm việc và sinh sống, chung tay góp sức ủng hộ những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê hương vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đó chính là tôn chỉ của Hội Đồng Hương Hưng Nghĩa tại Hà Nội. Yeah.